À, xin chào các bạn, mình là Thà đây, là thành viên của nhóm Future Hero Việt Nam Team. Thì nhiệm vụ của mình là hỗ trợ các thành viên mới vào nhóm. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đích quảng cáo trong Future Hero như thế nào là tối ưu nhất. Thì mình đã đăng nhập vào cái tài khoản Future Hero của mình. Thì hiện giờ các bạn để ý trên cái thanh Total Watch Ad nè, nó sẽ có cái số 10 đây, tức là đối với quy định của Future Hero á, là chúng ta chỉ cần click 10 cái quảng cáo cho nó là xong. Mỗi ngày chúng ta đều click 10 cái quảng cáo, và trong vòng 14 ngày mà nếu chúng ta không click một quảng cáo nào thì thứ nhất chúng ta không có tiền trả về, tức là tiền lời trả về ô này nè, tiền 1% á, mỗi ngày nó trả về ô này mà chúng ta không click quảng cáo thì sẽ không được trả về. Và ở đây sẽ có một dòng chú ý màu đỏ để mà cảnh báo. Thì trong vòng 14 ngày nếu như không click quảng cáo thì sẽ bị khóa tài khoản và thậm chí là xóa luôn, thì tiền chúng ta sẽ mất, và nếu mà khôi phục lại thì rất là khó và rất là tốn tiền, hình như một lần khôi phục là 100 đô. Cho nên á, là các bạn phải chú ý cái điều này. Thì hiện giờ mình chưa có click một cái quảng cáo này, đây là số 0 và 0 trên 10, tức là chưa click một quảng cáo nào hết. Thì các bạn để ý rằng đối với Future Hero á, thì chính cái quảng cáo đầu tiên á, các bạn click trong ngày bất kỳ giờ nào cũng được, nhưng riêng cái quảng cáo số 10 thì phải chú ý. Chú ý như thế nào? Thì ở đây á, chúng ta thấy là có cái you are qualified to, cái dòng này là ngày, tức là ngày 19 tháng 6 năm 2018 và 17 giờ 42 phút 41 giây. Thì cái giờ này là giờ của Ba Lan. Giờ của Ba Lan. Thì muốn biết cái giờ của Việt Nam là giờ nào thì chúng ta lấy cái giờ này nè, cộng thêm cho 5 tiếng đồng hồ nữa thì ra giờ Việt Nam. Tức là ở đây 17 giờ 42 phút 41 giây, tức là Ba Lan là 5 giờ 42 phút 41 giây. Thì có nghĩa là giờ Việt Nam là 22 giờ 42 phút 41 giây. Cho nên chúng ta sẽ click vào cái giờ là 10 giờ đêm. Lúc 10 giờ, nghĩa là 10 giờ đêm 42 phút 41 giây, hay là nó cách đi là 22 giờ 42 phút 41 giây, có nghĩa là chúng ta lít giờ đó là chính xác. Thì hoặc là ngày hôm trước chúng ta lít lít vào giờ này thì hôm sau chúng ta cũng canh đúng cái giờ này chúng ta lít, là cái quảng cáo số 10 là tối ưu nhất. Thì bây giờ là mình đang quay video này lúc 4 giờ 12 phút chiều, thì mình chỉ lít được có 9 cái quảng cáo thôi. Còn cái quảng cáo số 10 thì tối nay đúng 10 giờ 42 phút 41 giây. Thì mình nói làm sao mình lít được 10 giờ 42 phút 41 giây được, thì mình lít có thể là sớm hơn khoảng 1 phút, hoặc là sớm hơn khoảng 41 giây chẳng hạn. Thì sát sát như vậy. Chứ chúng ta không không phải lít sớm hơn quá. Chẳng hạn nếu mà chúng ta lít sớm hơn 3 tiếng đồng hồ thì Future rồi cứ nửa tiếng đồng hồ là trả lại cho chúng ta, mà chúng ta lít sớm quá thì cái khoảng thời gian, chẳng hạn như 10 giờ mình lít là tối ưu, thì mình lít khoảng lúc 8 giờ tối là mình lít rồi, có nghĩa là khoảng 2 tiếng đồng hồ, mình lít sớm hơn 2 tiếng đồng hồ, thì trong 2 tiếng đồng hồ đó nó không có trả lãi về, thì cái lãi nó không mất đi mà nó sẽ bị kéo ra. Cái thời gian đầu tư nó là 120 ngày, thì nói tối ưu là 120 ngày, thì nếu mà chúng ta lít sớm quá thì cái khoảng 2 tiếng đồng hồ đó chúng ta không được trả lãi, thì nó sẽ kéo dài thời gian đầu tư ra, chẳng hạn là 123, 125, 130 ngày gì đó đại khái. Còn trường hợp chúng ta lít trễ cũng vậy, chúng ta lít trễ cũng bị mất tiền, mà tiền nó không có mất đi đâu hết, nhưng mà nó sẽ kéo cái dài thời gian đầu tư ra. Cho nên tốt nhất là chúng ta lít gần sát cái giờ này, có thể là sớm hơn 1-2 phút gì đó, do so với cái giờ mà cái ngày hôm trước mình lít. Ví dụ như mình lít ngày hôm trước là 22 giờ thì hôm sau mình cũng lít 22 giờ đó. Cứ ngày hôm trước giờ nào thì hôm sau giờ đó. Và cái quảng cáo số 10 này chúng ta có thể cài đặt theo ý muốn chúng ta được. Chẳng hạn như chúng ta cài buổi sáng khi đi làm, trước khi đi làm thì chúng ta cũng cài đặt, thì sáng hôm sau cũng đúng giờ đó chúng ta lít đó. Cái giờ nói chung là cái quảng cáo số 10 là cho chúng ta cài đặt cái hôm trước giờ nào thì hôm sau chúng ta phải dùng đúng cái giờ đó mà lít, thì là cái quảng cáo nó tối ưu nhất.
Đó. Thì mình là mình đi ngủ là lúc 10 giờ gần 11 giờ mình đi ngủ thì 10 giờ khoảng 10 giờ 40 là mình lít. Như tối nay mình sẽ lít vào lúc 10 giờ 41 phút là bắt đầu mình lít một cái quảng cáo số số 10. Còn chín cái quảng cáo còn lại thì mình lít bất kỳ lúc nào cũng được. Mình vừa lít xong quảng cáo số 10 thì mình lít luôn chín cái kia luôn. Rồi còn cái số 10 á thì mình để lại hôm sau mình lại lít vào đúng cái giờ đó nữa. Đó. Cái đó là cách lít quảng cáo trong Future Ad Pro. Thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem trước chín cái. Đấy. Rồi bây giờ muốn lít quảng cáo thì chúng ta bấm vào Watch Ads. Đấy. Đó, thì đến đây nó hiện ra rất là nhiều quảng cáo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, đây có 9 cái quảng cáo. Thì chúng ta lít bất kỳ cái nào cũng được. Và lít open nó. Đó. Thì nó cứ chạy như vậy thôi. Và con chuột các bạn phải để trong màn hình nhé. Không được để bên ngoài chứ. Chẳng hạn mình để bên ngoài nè, nó đứng là liền. À, không, con chuột mình để ngoài nó đứng là liền. À, cho nên phải để trong cái màn hình để cho nó chạy. Và cũng không được bật chỗ khác nha. Bật chỗ khác vậy nó cũng không chạy nè. À, các bạn bật chỗ khác thì nó cũng không chạy đâu. À, chỉ cứ để con chuột trong đây nó mới chạy. Nên cái nó làm như vậy là để cho mình phải xem cái quảng cáo đó. Thì các bạn để cho nó chạy hết một cái quảng cáo khoảng 30 giây. Rồi, sau khi nó chạy tới đây thì các bạn nó hiện lên ba cái dòng nè. À, các bạn lít vô cái chữ Net S màu xanh này nè, lít vô đây. Rồi. Rồi trong đây thì lít bất kỳ một cái quảng cáo nào cũng được, cái nào cũng được. Bấm lại cái này đi. Đó. Rồi để nó chạy. Rồi, cứ để này. Con chuột thì cứ để ở đây đến khi nào thấy nó chạy thì được. Rồi ngồi chờ, ngồi xem quảng cáo thì chờ, thấy nào hay thì đấy, mình cứ ngồi chờ thôi. Rồi, bấm Net S. À, các bạn đã thấy đây số 2 nó nổi lên không? Mình đã lít được hai cái quảng cáo, còn 7 cái quảng cáo nữa. Open. Một quảng cáo tầm 30 giây. Cứ ngày bỏ ra khoảng 10 phút để lít như vậy thôi. Đó là xong công việc của Future Pro. Rồi, Net Ad. Được 3 cái. Đấy. Open. Công việc rất nhẹ nhàng. Có lúc có những cái quảng cáo cũng rất là hay. Rồi được 4 cái quảng cáo. Open cái nữa. Nhớ để chuột trong màn hình để cho nó chạy nha các bạn. Rồi 5 cái rồi, cái thứ 6. Rồi, nét nét.
Rồi, cái số 7. Rồi, cái số 8. Rồi, cái số 9 là cái cuối. Rồi. Rồi, như vậy là cái số 9 đã xong. Và còn cái số 10. À, cái số 10 thì mình sẽ list vào lúc là 22 giờ 42 42 phút đi. Thì mình list. À, các bạn để ý là cái đối với giờ châu Âu á, giờ Ba Lan á thì mùa hè là cộng 5 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên là mùa đông thì phải cộng 6 tiếng đồng hồ. Như bây giờ đó là nếu mà mùa đông á thì cái này là mùa là sẽ là 16 giờ 42 phút 41 giây. Nhưng mà đây là mùa hè cho nên là đây là 17 giờ. Cái đó thì khó nhớ nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ là hôm qua mình lít giờ nào, cái số 10 mình lít giờ nào thì hôm sau mình lít đúng cái giờ đó là được. Còn nó trịch nhau 1-2 phút thì chả sao cả. Cái này là lưu ý cho cái quảng cáo số 10. Còn chín cái còn lại thì đều chín cái còn lại thì lít giờ nào cũng được. Thì cái này là cái cách lít quảng cáo trong Future rồi để cho mà được tối ưu nhất. Thì nếu mà các bạn là thành viên trong nhóm thì các bạn sẽ được mình chỉ trực tiếp. Còn nếu như mà các bạn mà xem video này cảm thấy không hiểu chỗ nào thì có thể comment ở dưới video để mà có gì thì mình sẽ giải thích rõ hơn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy comment, like, share cái video này để cho mình nhiều người cùng biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.